Hôm nay chúng ta chơi Minecraft, nhưng khi các bạn giết bất kỳ một con quái vật trong Minecraft thì các bạn sẽ được nhân lên máu liên tục. Hãy xem đến cuối video để có thể thấy được mình có được bao nhiêu máu, và các bạn sẽ không tin được con số đó đâu. Nhân tiện chúng ta đang rất gần đến với 900.000 người đăng ký rồi, nên nếu các bạn nào thích những video của mình và làm fan của Sinh Tố, hãy ấn cho mình vào cái nút đăng ký vì nó hoàn toàn miễn phí. Và YouTube thỉnh thoảng vẫn hay bị lỗi hủy đăng ký, nên nếu các bạn nào đã đăng ký rồi thì vẫn có thể kéo xuống dưới kiểm tra xem các bạn đã ấn nút đăng ký chưa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ chúc các bạn xem video vui vẻ. Sao còn máu ấy? Đúng rồi. Bởi vì giờ chúng ta đánh quái vật thì chúng ta mới được lên máu, ok? Để thử xem mày. Ow! Em đánh anh. Em sẽ đánh anh. Em sẽ lấy máu của anh. Ủa không lấy được à? Không. Tại sao lấy được? Giết tất cả loài vật. Ủa em giết nó nè, có được gì đâu? Đây. Ok kìa. Thì giờ đánh thêm con nữa. Nè, cái này là của em. Của em. Không lên. Không lên. Của anh có lên không? Không. Hello. Xem cứ đánh của anh hoài nha. Mà em đâu có, em đâu có gì đâu. Ơ. Vậy chắc em cũng không rồi. Có gì đâu. Đập gỗ. Làm cái bàn chế tạo đây. Đúng rồi. Hợp lý rồi đó người em. Em đào xuống rồi, mình xem quặng. Ủa hình như sắt bị bỏ ra 1.17 đúng không? 1.17 có mà, sắt là vẫn còn chứ, sao lại không còn được? Vậy thằng quỷ nào trên mạng nó sắt bị bỏ ra rồi, cái đầu xanh. Nó chỉ đổi ra cái nhìn cái cục sắt nó mới thôi. À quên, em nhớ lộn. Cái thằng đó là nó nói là cái texture sắt cũ nó bị bỏ ra rồi thay bằng texture mới. Đúng rồi. Nhớ lộn. Hy vọng là đám móc nó sẽ lên máu nha. Ôi em được 2 tim nè anh Bảo, em được 2 tim rồi. Rồi đâu? Đền ở dưới. Em được 2 tim thiệt nè anh Bảo. Ok. Vậy có nghĩa là đánh người mới được lên máu. Rồi anh Bảo, chúng ta hy sinh vì nhau thôi. Ok. Từ nha, em cần chế tạo cái em giết anh cái nữa để cho em lên máu. Ok. Ê! Anh chưa lên máu. Mới chế đồ luôn. Oh, ok. Sao anh vẫn chưa lên máu? Hơi kỳ lạ vậy. Chế đồ nha. Em lên 2 máu rồi, sao anh vẫn chưa lên? Đánh con gà coi. Oh, ok, đã lên rồi. Rồi phải giết nhiều mới lên. Ý là phải giết nhiều lắm mới lên. Oh. Okay. Con lấy mày. Ok, tạm biệt. Chúng ta có 4 máu rồi. Em có nhiêu máu rồi? 4 máu, đó là điều tất nhiên. Anh Bảo, có chính nào coi, anh nghĩ là ở đây sẽ có dân làng đấy. Ở đây có gần sa mạc mà nhỉ. Ok, anh nghĩ sẽ có dân làng ở đây. Đâu rồi, quá trời thịt bò nữa nè. Oh, đây rồi, 8 máu rồi. Bây bạn sẽ ở đâu đây rồi? Anh nghĩ là vậy. Em lên 8 cục máu nè. Anh cũng lên rồi, em đâu rồi? Em đây. Nhìn lát lóc thang nè Huy ơi. Đâu, lóc thang này. What the hell, nhìn đây không phải là block tan. Đây không phải block tan mà tôi biết. Để coi no. Có sắt ở đâu đây không. Ui cái block gì nè. Copper. Chúng ta có làm được đồ. Ủa? Copper không vậy? Ủa copper mà nhìn lại vậy? Copper nó cho ra cái gì nữa nè? À copper hỗn hợp. Ủa thế copper có ra được đồ, làm được đồ không? Không làm được. Bị nung ra nơi. Copper này còn nung nữa. Em nung được nè. Alo. Nung copper làm cái gì? Ủa làm giáp được mà. Làm giáp được không? Em nghĩ là được. Em mời anh Bảo chế đồ đi. Hình như không chế được. Mà không chế được, có bơ không chế được. Copper không chế được rồi. Nhưng mà đưa em chế đồ được không? Không chế được gì luôn. Ủa gì copper, tác dụng của nó làm gì trời? Copper chắc là làm trang trí nhà. Anh nghĩ vậy. Anh Bảo ơi. What? Em vừa phát hiện ra, mình có thể dùng copper để chế tạo ống nhòm. Cái này là nó là cái này là cái lighting rod. Ủa anh gì có cái bật lửa không? Không có sắt nữa làm sao có bật lửa bro. Ok, giết thêm creeper, giết thêm quái vật. Trời ơi, alo, cho tôi farm chung với. Ở trên đây có nè, quá trời luôn. Rồi em muốn farm anh Bảo à. Cái gì? Ây da. Ok, anh vẫn chưa lên máu. 16 máu, alo. Rồi, từ, lên 16 máu liền. Ow. Bây giờ 16 oh no, máu. Vẫn chưa lên được. Anh sợ anh bị đứng ở đây luôn rồi. Oh no. Ôi, mày hả con. Lên máu đi. Oh no, anh bị đứng ở đây rồi. Ow. Oh no. Chết là về một máu. Không, anh bị lại một máu cho anh mới vô lại server á. Anh reset á, chơi ngu rồi. Ok, giờ phải cẩn thận. Nướng Bảo ơi, em làm bay 2 máu nè anh Bảo. Cái gì đây, từ từ. Thôi chạy về sắp chết rồi. Từ từ cho anh con này. Ok. Em sâu từ đó anh Bảo. Từ từ, đừng. Nhưng mà máu em chưa hồi. Vậy ra còn phải tìm dân làng để kiếm đồ ăn thêm thôi. Nè, cho đồ ăn nè. Game vô lý. À, skeleton, tôi biết chết anh luôn. What the. Oh no. Nghe bắt đầu khó rồi nè. Khó đối với anh, còn em thì cứ sống an nhàn thôi anh Bảo. Ô, đồ anh đây rồi. Đồ anh vẫn còn đây. Let's go. Ơi, cứu anh. Huy ơi, cứu anh. Nhưng lẽ phải để người em ra tay. Ok. Đây, đó, cho anh Bảo quýnh đó. Game dễ rồi còn gì nữa. Đó, quýnh đi, cái chết rồi. Hai máu rồi, lên được 2 máu rồi. Ok. Quýnh đi. Oh my god. Đây, một con. Vô đây. Ô, bốn máu rồi. An toàn. Để tôi giúp anh chưa? Thôi an toàn rồi, người em tốt quá nha. Skeleton. Ui, skeleton bắn một cái còn một máu rưỡi. Ok, anh Bảo không giết. Không có còn máu để giết. Giết nó là đồ nó giết anh. Hơi. Ôi rồi, em 128 máu luôn rồi. Từ từ. Nào, em giúp anh đó, nó tự lên. Ok, anh 8 máu rồi. Tạm thời là an toàn.
Ủa gì, hù được anh. Ghê vậy, đi kiếm cừu đi. Ok, kiếm cừu đi, kiếm cừu đi. Chúng ta cần qua màn đêm này. Đúng sao. Ok, 16 máu, 16 máu. Vui vậy, chúc mừng anh Bảo nha. Chuẩn bị lên 32 máu nè. Một pro player lên 32 máu ngay lúc bây giờ. Quay, em 256 rồi anh Bảo. À đây. Ok, 32 máu. Mình đã lên mạnh lên rồi. Không sợ đứa nào hết. Rồi, đúng vô đó. Đây lấy lại mấy cái lò rồi mình đi thôi. Ok, nice. Ba. Let's go, let's go, let's go. Ôi, 256 máu, 512 máu rồi anh Bảo ơi. God damn, nhiều máu quá ta ơi. Ôi ôi, 1024 máu. Thôi anh Bảo, lên mạnh hơn bao giờ hết. Em quyết okay. định này. Ok, mình sẽ giết những cái con mực này để lên máu. Ok, 64 máu. Ghê anh Bảo. Ok, một hit là chết hết một con nè. Ok. Máu cũng nhiều rồi nhưng mà đồ ăn đã hết. Biết. À. Ủa, ôi không chết rồi. Đây, anh có cách để chết nhanh nè. Đâu? Để đi anh Bảo, em đang hồi máu. Em đây, có nhiều máu rồi. Oh, rồi. Let's go. Oh, 128 máu luôn rồi. Em ngàn mấy máu rồi anh Bảo. Okay. Bây giờ anh quýnh em bao nhiêu của em cũng không chết đâu. Được, ok. Oh, đây rồi. Có cái sao đại à, không, nó là gì? Ủa? Sao đôi khi tự nhiên em lên thanh máu xong rồi nó lại mất thanh máu, giống như là nó đang ở 248 xong rồi nó giảm xuống lại. Cái đi. Tất cả là tại anh Bảo á. Có, giúp chúng ta sẽ bất tử hơn anh Bảo à. Giống như đạp vô TNT không chết đó. Lát hồi em vô kim tự tháp em đạp thử nha anh Bảo. Ok. Lấy đồ xong xong rồi đạp. Đã đâu? Chơi không? Solo. Trời ơi. Sợ anh Bảo chết chứ. Không hề. Ghê vậy. Ok. Trời, lấy đồ vô. Quay tao vàng. Đầu xem ai chết, xem ai chết nào. Ồ, không có được nhiều máu bạn ơi. Ôi có sắt đây nè, sắt nè. Ôi sắt nè, à đâu. Ôi, ôi cục sắt nhìn. Ủa? Cái gì vậy? Cái đó ra ngoài gì vậy? Nó iron. Cục sắt bình thường của tôi đâu rồi? Tao quăng cho anh coi coi. Nè. What the heck? Nó iron là gì? Ra đây mà đám cũ cho tôi. Biết rồi, chúng ta sẽ nung sắt lên. Oh, hên quá, vẫn ra iron bình thường. Đi thôi, nó vẫn không đủ sắt đâu. Lên thôi. Ủa sao giờ sắt hiếm? Em cảm giác nó hiếm sao trời? Đây là do mình nãy giờ chơi đào. Bây giờ chỗ nào đâu? Ơi, có sắt. Ăn. Ý là ở dân làng thì sẽ có bánh mì, vô hạn bánh mì cho mình ăn thôi. Ui nó ra cái cục này luôn, nhìn lão à. Anh là đủ sắt để có thể làm được cái xô luôn rồi. Ủa, cục sắt ở đây đâu rồi? Còn cục sắt nữa. Một cục sắt nữa để làm cái flint and steel. Làm lẹ đi em Bảo. Nó sẽ xuống địa ngục với cái đống này. Nhưng mà chắc có vẻ mình cần phải đi ngủ một giấc rồi, hoặc là chết một lần để có thể hồi lại đầy máu. Thì thôi, tiếp tục cái hồ lava kìa. Gọi vô làm cho chứ cần gì nữa, em có một cục sắt nè. Vô địa ngục đi, vô địa ngục đi. Mình cần gì, cần dân làng. Ở kìa. Cần hồi máu. Vô đó giết mấy con biết liền anh. Ok. Ờ được, hợp lý mà. Mình pha máu. Ở kìa. Nhưng mà anh cần đồ ăn, lát chạy không nổi. Nhưng mà anh nhớ không? Vô đó giết con biết liền ra thịt thối rửa, ăn vẫn ăn được. What the hell? Ăn bằng biết mình. Ừ, nhanh tới thì mình cứ giết thôi. Ờ từ mình lấy thêm gỗ ra. Lấy thêm gỗ đá lại không thôi vô đó cho mình ăn đồng bằng ăn cát là chết. Ghê anh Bảo, ghê à. Đúng rồi, trong đây vẫn làm cổng như cũ chứ. Đây. Ở đây. Ok. Ui da. Quay có thang nè. Đây, cái cổng đã xong. Ăn đồ ăn thôi rồi mình đi thôi. Từ từ nào, sao cái gì cũng hói vậy anh Bảo? Alo. Ủa sao creeper nổ em máu nó tự nhiên tăng lên nè. What the heck? Đi ngủ đây. Ủa mà quan trọng ngủ làm gì anh Bảo, trong khi máu mình dư sức ở dưới đó mà. Thích ngủ cho trời sáng không thích tối. Tối có nhiều zombie để mình đánh có level. Thôi có em đánh thôi. Ok. Oh, Batson, let's go. Từ từ, chế độ gái. Chúng ta có Batson ở đây rồi. Yes. Ok. Đi. Cổng này chúng ta ở tọa độ 26, 68. Và trừ 64. Ok, đi thôi. Qua giết Enderman anh Bảo. Sao không đổi với Big Lin luôn đi. Đi giết Enderman gì? Mà có vàng đâu. Ra chỗ bác sình thế là chả có vàng. Nhưng mà có bác sắt đâu. Anh tin trong đây sẽ có sắt cho chúng ta. Đi thôi. Mày hả bưởi. U 500 mấy máu rồi. Damn. Non, em 2008 rồi. Ok, máu này khỏi hồi máu rồi mọi người à. Lát hồi mình chỉ có chết để mình hồi lại nguyên cây máu thôi chứ mình không thể nào chơi được. Đạp vô lava luôn, rớt xuống lava cho anh coi. Ôi, Bảo ơi, mất máu hơi nhanh. Khoan. Ôi đồ. Anh Bảo ơi. Ngồi lên con kia được không ta? À, không, còn dài, còn nhiều thanh lắm, không sao. Đấy. Ôi, ok. Đụng chết chứ cái gì? Đường dạng. Ok, có vẻ châu chó. Được, đi vô luôn nè. Có vẻ cái quái khá là nhiều nơi để đi. Ui. Bảo sợ. Ơ, nhưng mà anh sắp chết thiệt. À. Ủa sao anh sắp chết thiệt? Tại vì anh bắt đầu nó không còn đồ, không còn máu rồi. Ok, đầy máu rồi. Ôi rồi, chẳng tao vàng rồi, anh Bảo ơi. Đánh nó đi. Ở đâu? Em chết nó xuống lava đó. Em sao chết được? Không, ý là em đánh nó xuống lava rồi. Thằng này tội đồ. Em thật sự không thấy cái cục lava. À, em không thấy cái chỗ lava đâu luôn nha. Tự nhiên đâu ra chui đây nó rớt xuống. Trời ơi, tội đồ, từ. Anh làm đồ đá. Đây, em sẽ chế cục sắt, em sẽ đào. Có được sắt luôn này hả? Cục này có sắt à. Alo. Ngon. Rồi phải ngon chứ, tôi phải ngon. Rồi, đưa anh cục sắt để anh đi đào nào. Ồ, quầy. Ủa, nó lấy cái rương này ở đây rồi. Em lấy nè. Có sắt nè, có bâu nè, có táo vàng nè. Kìa. Mở cái rương này coi. Có cái
kiếm. Lên. Đồ ăn vàng, nóc bát, ok. Có cái rương. Ôi. Wow. Cho Huy nè. Quay, được. Có cái kiếm lút tiên luôn, cho Huy nè. Quay kiếm sắc luôn à, được thế nhở, nhưng mà sẽ yếu thế. Muốn gì nữa trời. Quay coi đường này đây nè. Thôi anh bảo lấy ngựa rồi. Đúng rồi, lấy mới có đồ cho em đó thôi. Mày. Dễ vậy. Để coi coi. Bắt lóc lại qua bên kia. Trời ơi. Wow. Ok. Cái kiếm unbreaking. Anh cũng đưa em luôn. Nè, cho em kiếm sắt luôn nè. Đúng rồi. Ủa, kiếm sắt hả, cảm ơn. Đưa tôi cái kiếm cường cường nhanh lên. Gì vậy? Lấy được trước mà trời. Sao này nó bị gì vậy ta? À, đây có cái rương nè. Wow, cà rốt sắt unbreaking nữa, một lóc sắt nữa. Ok, cho đi. Quay nó chung cái bài ôm khác hay gì? Ừ, nó chung cái bài ôm khác. Ôi, ngàn mẫu rồi. Rồi. Ủa, cái bát sắt này hơi ngu rồi mà. Ở đây nó bị dính vô trong cái bài ôm khác ấy, nên là nó bị mất nhiều ô quá, nhiều block quá, không thấy được cái gì hết á. Thôi qua kia anh bảo. Qua kia rồi. Ừ, khoan, anh có bao nhiêu cục sắt? Anh có 3 cục sắt. Mình làm cái review không ta? Cái kiếm lút tiên sắp hư chưa? Sắp hư. Anh mượn. Được đâu? Em coi còn bao nhiêu nữa? Cái này còn 56 lần đánh nữa. Từ. Ôi, chế em kia kiếm sắt nữa, ép vô được không? Anh làm cái MV nè. Ủa, anh có dư sắt hả? What the hell? Xong. Đây, đúng rồi, hợp kiếm lý đó anh bảo. Quay luôn. Được nha. Rồi, quá là hợp lý, chứ còn gì nữa. Kiếm Enderman thôi. Give me. Ok, hai cục. Đã thế nha. Ở trong đây thôi à. Bài hôm của Enderman đi ở trong đây thôi. Bastion thứ hai. Anh sẽ đi xuống Bastion này. Enderman này, em tự lấy thôi. Oh my god. Đợi anh bảo quá lâu rồi, anh bảo à. Đúng rồi, đi xuống. Xong, ba con kia tự đi xuống luôn. Thế là mở rương. Quay. Đồ ngon đấy à. Còn cái gì đấy? Efficiency, cái review efficiency này. Lutin 2 đã thì sự anh bảo. Chiếc mới có 2 con 5 cục Ender rồi. Ui ngon vậy. Anh có một cây cúp kim cương cho em nữa nè. Anh sẽ đi vô trong đây để lấy thêm vàng đổi với Big Lin để ra mấy cái lọ. Hoặc ít nhất là sẽ dư ngọc. Đây. Ok, đào vàng thôi. Còn Ender đâu? Ok. Hồi nãy thấy quá trời luôn, giờ không thấy con nào hết luôn. Ở đây vẫn còn thêm ngọc. Ủa, hết vàng rồi hả? À đây. Còn. Sao mà hết được? Mình nhớ là nhiều lắm. Đây dạ. Nữa. Ok, mình ra được rồi. Xuống đây. Ok, lên. Boom. Rồi sẽ đổi đồ dưới đây. Có thêm sắt nữa nè. Thêm kiếm, thêm ok. Oh no, dạ. Mình không được cộng thêm máu nữa nhưng không sao. Anh có kiếm sắt mending nữa. Mending là làm cái gì ta? Lấy kinh nghiệm hồi lại độ hiệu suất của cái kiếm mà. Toe speed. Ok, anh có gần full giáp vàng. Ok. Bye. Quay 7 cục luôn rồi. Ngon. Quay 16.000 máu. Bực tử. Mời cục Ender rồi. Ngon. Bên đây cũng khá. Anh có thêm mấy cái ngọc nữa. 15 cục rồi, còn gì nữa? À 15 cục rồi hả? Sorry. Ừ. Mũi tên. Mày đây. Bao nhiêu cục mắc rồi? 15 rồi. Ok này. Xong rồi. Đâu? Đây. Let's go. Đi tìm được project. Rồi. The Fortress. Năm coming. Anh thấy rồi. Lên. Let's go. Go. Ui. Cuối cùng. Cái đồ phố chết này xa vai trưởng. Dạ. Nè. Nè, để tôi. Dạ, hợp lấy. Ủa, cái này là cái gì? Đóng con gì resistance trời. Để khỏi mất máu cho tiết kiệm. Mình chết xong mình hồi sinh lại được mà. Để em hồi sinh em đi tới bộ tới đây. Biết chỗ này xa lắm không? Không, lúc mà em chết á. Lúc mà em chết. À lộn, lúc mà mình làm xong mấy cái này đó. Ừ, cũng hợp lý. Ủa, bà la dây trên đây nhiều lắm bà ơi. Bà la hơi nhiều trên đây nha. Đúng rồi, kiếm nút tiên xài hết đi em. Nhảy lên đánh. Đánh thằng dưới nữa nè. Từ, đâu rồi? Ui, lấy kịp hơn quá. Rồi thôi. 5 cục bay. Có con dây nữa nè. Ây da. Ở đây nè. Ok. Ủa, không nhặt được hả? Kiếm nút tiên mà. Trong đây nè. Vô. Hơi nhiều rồi đó. Một. Để em quên anh Bảo ơi. Được chưa? Rồi, 9 cục. Anh Bảo nhặt 2 cục nữa là 11. Ui, khoan. Flint and Steel đâu? Có cái Flint and Steel nào không? Bật lửa. Có, đợi xíu. Đập cái bây ổ giờ... này luôn. Bật lửa lên. Rồi. Được. Cảm ơn đi. Cảm ơn. Let's go. Yeah. Subscribe Purple. Chúng ta đang ở xa lắm rồi. Anh ta đang ở 7.000 con dê đánh bạc. Dê. Một đây một trong những cái con mới trong Minecraft nè. Chết đi okay. Mày. Cho anh mắt nào, cho anh mắt nào. Đó, lấy đi. Cho mắt. Cái là của anh. Ok. Ui. Thôi không bây giờ. Ủa có lava không ta? Cái gì vậy? Chết chứ làm gì? Từ, lát hồi vô trong cái kia cũng có lava mà. Đứa nào vậy? Đứa này. Vô. Oh my god. Ok, để coi. Oh my god, mình mới từ trên kia xuống mà. Chúng ta đang ở cạnh cái The Fortress luôn. Mình nghĩ cái The Fortress ở đâu đây thôi nè. Có thể là đây chăng? Ủa, bỏ đi tiếp. Nó mới đổi hướng rồi mọi người ạ. Quay lại. Nó ở đây. Anh bảo đâu rồi, chị anh để lên núi anh đi vòng nữa vậy. Anh nghĩ là dưới đây nè. Đúng rồi, nó dưới đây. Xuống đi anh bảo. Để anh làm cái xô nữa. Ok, đi xuống đây. Sâu xuống nha, đem nhảy để em dễ chết nha. Mệt ghê trời. Hợp lý rồi nha. Oh my god.
Ồ, xuống rồi nè. Được chưa, em nhảy xuống á. Nhảy xuống chưa, vô cái này nha. Nhảy nha, nhảy nha. Nhảy đi, nhảy đi. Ok kìa. Thì sao chết? Sao chưa chết rồi à? Thôi tỷ máu chết gì nữa trời. Không, tại vì máu em còn xíu à. Giờ hồi máu lâu lắm. Hồi lên 2 triệu máu lâu lắm. Máu nhiều quá cũng khổ. Nguyên cái ravine đây luôn nè anh Bảo. Đây có kim cương không nhỉ? Ồ, có kim cương này kìa. Ờ, ở đây, đây là kim cương đó. Có kim cương đó em. À đâu, what the fuck, tao thù không thấy luôn á. Nó là kim cương đó em, cái kim cái cúp này có skill hết mà. Thôi, em lấy cúp sắt em đào. Ủa, cúp sắt của anh đâu rồi? Ui, hên quá. Kim cương vẫn giữ nguyên kim cương anh à. Ok. May mắn. Ủa, cái này bedrock hả? Không, nó phải bedrock đâu, nó còn sâu hơn nữa. Nó ra cái đó đó. À, nó ra âm đúng không? Nó còn âm nữa mà đúng không? Âm là phiên bản khác, phiên bản này chưa âm được. Ủa, nó mới đào tới đây nè. Nè, có hai cục kim cương này đào đi em ơi. Tờ em xem cái này là gì. À, lapis. Lapis. Đâu ra? Thì tiếp là ba. Ô, bên đây nè. Ngon. Đã nhờ tự tử của em rồi. Ê, để đồ đây, để đồ ra ngoài. Gì gì, bỏ đồ không vô. Để đồ ra ngoài. Rương đâu? Không có rương, không có sắt, không có gỗ. Ok, anh sẽ là lo làm cái trên đây vậy. 1, 2, 3, bum, vừa đủ 12 cái. Bước ra một chỗ đi em. Đúng rồi. Bước ra một chỗ nè, alo. Rồi, chết đây. Một chỗ cho vui luôn. À quên, vô, chưa có giường. Tại giường anh bảo. Làm không có giường. Không có giường sao chết. Rồi, xong luôn. Ê ơi. Ra cần phòng sách em ơi. Efficiency. Tại sao không? Cái đe của mình đâu rồi? À đâu? Boom. Sách nè. Boom. Sách nè anh bảo. Có cái cúp efficiency nè. Thì sao? Em nhặt được chỗ này nè, ghê không? À, xong hai cái giường nè. Đây. Để đi. Boom. Rồi, rồi, thôi. Rồi đây. Nè. Đi về lại cái phòng rồi làm cái rương cái để cái giường ở đây rồi. Ủa các bạn chế tạo không có trong rương em á thế à để đi chung. Alo ai cho tại vì tôi không lâu cho. Quá oh no, huyền nước chết rồi. Yeah yeah máu mình lâu quá à. Đây rồi ok tạm biệt vua. Quăng cái này em Ender đây. Lấy block lên đi chứ. OBST là gì vậy? Hello Ender Dragon. Có mấy cái chip mới lạ quá à. Không, OBST là khi em xài cái crossbow. Nè, có block nè, không lấy. Ừ, đang lấy dưới đây nè. Ở đây quá trời nè. Đây. Nhờ có em á anh Bảo. Bùm. Không hề luôn. Đúng rồi. Cảm ơn em đi chứ. Thôi ông dẹp luôn đi ông ơi. Ây da, con quỷ Ender Dragon. Tao đang đi lên mà. Lên đâu vậy? Lên đập cái cổng nè, cái ấy nè. Chỗ nó đập hết rồi mà. Ờ kìa. Còn cái chỗ này chưa đập okay. Còn cái dài nhất chưa đập. Còn cái dài nhất chưa đập. Đâu còn chỗ này nữa nè. Alo. Oh my god. Oh my god. Cái máu của mình bị gì vậy? Đánh cho nó hiện lên cao. Mắt cao vậy. Che nửa màn hình mình ơi. Ừ thì đó. Thì đó em mới nói đó. Yeah thì, yeah. Nó hiện lên rỗng luôn á. What the heck. Xin chào Dragon. Chúng ta có thể chơi giường hay Dragon nha. Ui lên nữa rồi. Trời ơi che mắt con rồng rồi. Khó chịu quá à. Xuống kìa. Vô. Ok con Ender Dragon này. Okay. Boom. Yep. Một miếng máu nha. Mày quay đánh nè. Bay lên cao rồi. Đó xuống rồi. Mất không còn... nhiều quá đó. Mất không nhiều luôn. Sao mình mất xuống lúc mình bay lên cao mình còn bị kiểu gì đó. Full cây máu trên màn hình nữa. Sao mình rớt xuống mình mất đúng cái gì đó. Trời ơi. Tính tí đi nè. What. Ôi ôi. Đang đi đúng hướng rồi đó. Ok. Mày cái bưởi. Mày hả bưởi. Úi, ai da, cao quá ta. Nhìn nè. Boom. Shot. Vậy chiếc shot 360 độ đánh. Bắn một hit Ender Dragon nè. Đi xuống rồi anh Bảo. Ôi rồi xong, chưa kịp nhìn nó rồi. Oh no. Lêu lêu. Rồi bye bye anh Bảo. Ai da no. Ok, chơi vô lại nào. Yeah. Easy.